Ánh nắng hè làm bừng lên những sắc màu rực rỡ, tô điểm cho vẻ đẹp cổ kính duyên dáng, trong khi làm nổi bật nét trẻ trung hiện đại của thủ đô Ba Lan, nơi mà sự phát triển trong hơn 3 thập niên qua gây kinh ngạc cho thậm chí những cư dân lâu năm ở đây. Kể từ đầu cuộc xâm lược hồi tháng 2 năm 2022, Ba Lan là một trong những đồng minh thân cận nhất của Ukraine, viện trợ vũ khí cho nước bạn và giang tay đón nhận gần 1 triệu người tị nạn hiện đang chính thức trú ngụ tại đây. Cờ Ukraine xuất hiện khắp thành phố, bên ngoài một khách sạn, trong khuôn viên trường đại học, tại một trung tâm thương mại của người Việt và trong xe của anh Trịnh Hải. Mình ở thành phố Kharkiv và mình rời Ukraine là hôm đấy là ngày 1 tháng 3 năm 2022. Hiện tại ở đây thì mình không làm gì, nhưng mà cũng có một vài những ngày thứ bảy, chủ nhật thì mình có thể đi ra một cái quán nào đó mình giúp mọi người. Trò chuyện với VOA trong một cuộc gặp gỡ vào đầu tháng 8, anh Hải, chủ một nhà hàng đồ ăn châu Á, cho biết anh luôn mong muốn được trở về Ukraine, nơi anh đã định cư 16 năm qua. Trong năm nay, anh nói hầu như tháng nào anh cũng về Ukraine để xem đã có cơ hội trở lại cuộc sống trước chiến tranh hay chưa. Chiến tranh lấy đi rất nhiều thứ, nhưng nó cũng cho lại. Đối với anh Hải, đó là một cái nhìn mới. Trước kia, khi xem thời sự, ví dụ đánh nhau ở Afghanistan hay Syria, thì cái đấy mình cũng không để ý lắm. Nhưng mà khi cái cuộc chiến đấy xảy ra, thì cái suy nghĩ mình nó có một chút thay đổi. Cái suy nghĩ của mình ý là phải sống cho làm sao cho nó có tình người hơn. Có tình người hơn. Vì khi cuộc chiến xảy ra, thì mình đi thì mình cũng không biết là ở các vùng mà quân Nga chiếm đóng này, tức là người dân Ukraine, họ phải chịu đựng một cái sự có nhà khổ cực, phải nói là đỉnh điểm. Tức là bị thiếu thốn đồ ăn, thức uống này, rồi bắt bớ, tra tấn các thứ đấy là đều có hết. Và đó là cũng là một cái điều mà là mình cũng muốn làm nhiều thứ để mình giúp người dân Ukraine. Một trong những thứ đó anh làm tại nhà kho này, giúp chất hàng viện trợ lên xe tải. Hàng ngàn lon nước tăng lực, một số bao gạo cùng một số thùng thực phẩm khô sẽ lên đường sang Ukraine trên chuyến xe này. Nhưng không phải mọi thứ đều có thể chuyển đi hết được. Nhiều bao gạo và những hàng hóa khác phải để lại dù thùng xe vẫn chưa đầy kín. Tải trọng của chuyến hàng đè nặng xuống bánh xe khiến nó bị biến dạng đôi chút. Đứng đằng sau việc tổ chức và điều phối những chuyến hàng viện trợ đều đặn này là một người Việt, anh Phan Châu Thành, chủ nhân một chuỗi siêu thị ở Ba Lan. Anh nói từ năm ngoái đến nay, 62 chuyến xe đã chở hàng viện trợ từ nhà kho của anh ở Warsaw sang các thành phố ở Ukraine. Đây là chuyến xe thứ 63, chở theo những vật phẩm mà binh sĩ Ukraine đặc biệt cần, anh cho biết. Khi người lính người ta đứng canh ấy, người ta hoặc là người ta hút thuốc, hoặc là thì hút thuốc thì nó bị lộ vị trí đó, thì cái camera tầm nhiệt là họ sẽ nhìn thấy và họ sẽ coi như là bắn chết họ. Nhưng mà cái nước tăng lực này cũng làm cho không bị buồn ngủ, mà lại dẫn đến tình trạng là mà không bị phải hút thuốc và không bị lộ vị trí. Thế nên là lấy ra quân đội Ukraine là họ rất cần cái này, và họ lúc nào họ hầu như là họ cũng xin liên tục luôn. Mình đã cung cấp cho họ khoảng độ 130.000 140.000 lon gì đấy rồi. Rất là nên là đây là một con như gần như là bởi mà rất buồn cười, không hiểu tại sao lại trong tiêu chuẩn quân đội của Ukraine lại không có cái loại nước này. Không có những cái nước tăng lực mà trong khi lại quân đội lại rất là cần. Thế nên là mình gần như là người nguồn duy nhất mà mình có thể cung cấp cho họ được những cái nước này lên chiến trường. Anh Thành nói những chuyến hàng ban đầu chỉ tập trung hỗ trợ thường dân, nhưng sự đều đặn của chúng theo thời gian đã thu hút sự chú ý của các cấp chính phủ Ukraine. Rồi họ chủ động liên lạc với anh. Mình sang đến nơi, mình viết những cái gì trên. Giờ, những vật phẩm mà anh giúp gom góp đã tới tay các binh sĩ Ukraine trên chiến trường, bao gồm một chiếc xe địa hình được cải biến thành xe cứu thương đang hoạt động ở Bakhmut, một trong những điểm nóng giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine. Chúng tôi chào tạm biệt Valery Ivanov, tài xế lái xe chở chuyến hàng về Ukraine, khi ông vào văn phòng của anh Thành để hoàn tất một số giấy tờ hải quan. Người thợ sửa xe 61 tuổi đã về hưu này cho biết ông là người gốc Nga, nhưng ông tự hào là công dân Ukraine. Kể từ tháng 4 năm ngoái, ông đã tham gia giúp vận chuyển hàng cứu trợ từ Warsaw về Kharkiv. Ông nói,
Tôi làm điều này bởi vì nếu không phải chúng tôi, thì ai cũng sẽ làm điều đó, bởi vì chúng tôi phải giúp đỡ nhau. Cảm ơn các bạn Việt Nam, các bạn ấy đã trải qua chiến tranh, đã chứng kiến chiến tranh và thấy nó là một thảm họa như thế nào. Và tôi hiểu rằng các bạn ấy đang giúp đỡ chúng tôi từ tận đáy lòng, và tôi rất biết ơn các bạn Việt Nam vì điều đó. 1.400 km từ Warsaw về Kharkiv, một hành trình dài cho những người tài xế này, nhưng cần phải vượt qua để giúp binh sĩ của họ chiến đấu thêm một ngày nữa. Lúc đầu mình thực sự là mình giúp đỡ người Ukraine bởi vì là đấy là công việc thiện nguyện và đấy là những cái sự mà gọi là của một con người đối với một con người cần phải làm. Bởi vì trong lúc hoạn nạn. Thế nhưng mà càng về sau ấy thì mình càng nhận thấy đây là một cuộc, thực sự đây là một cuộc đấu tranh giữa cái xấu và cái tốt. Người Ukraine người ta muốn được có một tương lai tốt đẹp hơn. Và mình nghĩ rằng là mình cần phải cố gắng giúp đỡ họ để chiến đấu cho một cái tự do, độc lập, hạnh phúc của đất nước họ thôi. Nhưng mà họ xứng đáng được như thế bởi vì họ thực sự đã hy sinh rất nhiều.